Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, cơn sốt meme coin chưa có dấu hiệu dừng lại với sự ra mắt của nhiều loại tiền điện tử mới. Một trong những meme coin mới nhất là Dog. Meme coin đã thu hút được nhiều sự chú ý nhờ tin tức airdrop trên Tongcoin. Điều này cũng khiến hoạt động mạng lưới tăng mạnh. Dog là một meme coin được phát triển dưới dạng một ứng dụng nhỏ trên Telegram, cho phép người dùng nhận token Dog. Việc ra mắt cũng làm gián đoạn hoạt động của Tongcoin vì blockchain bị sập do lượng truy cập lớn mà Dog tạo ra. Nhưng ngay sau khi ra mắt, giá đã có sự điều chỉnh lớn. Giá Dog đã giảm hơn 30% kể từ khi ra mắt. Việc ra mắt cũng làm gián đoạn hoạt động của Tongcoin vì blockchain bị sập do lượng truy cập lớn mà Dog tạo ra. Theo Into the Block, blockchain Tor đã xử lý hơn 46 triệu giao dịch vào tuần trước nhờ sự phấn khích xung quanh đợt airdrop Dog. Tuy nhiên, sự gia tăng mạnh mẽ về hoạt động này không có tác động tích cực đến diễn biến giá của Tor. Tor còn đã giảm gần 25% trong 7 ngày qua, xuống mức 4,5 đô la. Về meme coin Dog, chỉ số weighted sentiment của nó đã được cải thiện. Đây là một dấu hiệu phục hồi. Ngoài ra, khối lượng giao dịch cũng giảm cùng với giá, ám chỉ sự đảo ngược xu hướng. Nhìn vào biểu đồ 4 giờ cũng cho thấy tín hiệu tăng giá. Chainlink Money Flow CMF và chỉ số sức mạnh tương đối RSI của Dog đều ghi nhận mức tăng trở lại. Về Tongcoin, dữ liệu của sentiment cho thấy các nhà đầu tư đang bán Tongcoin. Nguồn cung trên các sàn giao dịch của token này tăng vọt, điều này chỉ ra khả năng giá sẽ sớm giảm. Một chỉ số giảm khác là tỷ lệ MVRV. Tuy nhiên, những nhà đầu tư Tongcoin vẫn tin tưởng vào token này vì nguồn cung do các địa chỉ hàng đầu nắm giữ tăng lên. Tuy nhiên, không giống như Dog, các chỉ báo kỹ thuật của Tor có vẻ bi quan. Ví dụ, CMF di chuyển xuống, MFI cũng theo xuống tương tự, ám chỉ giá sẽ tiếp tục giảm trong những ngày tới. Hoạt động ấn tượng của mạng lưới Tor đã làm nổi bật sự quan tâm và tương tác ngày càng tăng khi người dùng tham gia airdrop đẩy khối lượng giao dịch lên mức kỷ lục. Diễn biến mới nhất diễn ra chỉ vài ngày sau khi mạng Tor bị gián đoạn 2 lần, kéo dài tổng cộng hơn 12 giờ. Sự cố này là do sự gia tăng bất thường trong các giao dịch liên quan đến đợt airdrop của Dog đã thu được sự quan tâm đáng kể. Sự quá tải mạng sau đó khiến các trình xác thực mất đi sự đồng thuận. Dog được lấy cảm hứng từ chú chó cưng Spotty của nhà sáng lập Telegram Pavel Durov và được tung ra thị trường. Trong chiến dịch này, 440 tỷ token trong tổng số 550 tỷ đã được phân phối. Dog được niêm yết trên một số sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, bao gồm Binance, Bybit, OKX, Bitget và Gate. Để phân tích động thái tiếp theo của Tongcoin, bản đồ nhiệt thanh lý, một chỉ báo dự đoán mức giá mà thanh lý quy mô lớn có thể xảy ra. Bản đồ nhiệt cũng cho phép các nhà giao dịch tìm ra vị thế tốt nhất mà giá có thể di chuyển bằng cách sử dụng mức độ tập trung của thanh lý tại thời điểm đó. Khi mức thanh khoản chuyển từ màu tím sang màu vàng, điều này cho thấy mức độ tập trung thanh khoản cao tại thời điểm đó. Điều này thường cho thấy giá có khả năng di chuyển về khu vực đó vì thanh khoản thu hút hoạt động của thị trường. Theo dữ liệu của CoinGlass, giá của Tor sẽ giảm xuống còn 4,54 đô la. Nếu điều này xảy ra, dự kiến sẽ có hơn 400.000 đô la hợp đồng được thanh lý. Mặc dù có một vùng thanh khoản cao khác quanh mức 4,13 đô la, chỉ báo Bull Peer Power, viết tắt là BBP, cho thấy mức này có thể không đạt được. BBP là một công cụ kỹ thuật được sử dụng để đánh giá sức mạnh của phe mua và phe bán trên thị trường. Khi chỉ báo vượt qua đường zero, điều này chỉ ra rằng phe mua đang lấy lại đà và giá có thể tăng. Tuy nhiên, trong trường hợp của Tongcoin, BBP đã cắt xuống dưới đường tín hiệu, báo hiệu rằng phe bán hiện đang kiểm soát đà tăng. Nếu xuống này vẫn tiếp diễn, Tongcoin có thể phải đối mặt với áp lực bán mạnh hơn, đẩy nhanh hơn nữa xuống giảm. Giá Tongcoin bị mắc kẹt trong giai đoạn điều chỉnh kể từ ngày 19 tháng 8. Sự sụt giảm này ngụ ý rằng loại tiền điện tử được Telegram hỗ trợ này đã có nhiều giai đoạn phân phối hơn là tích lũy. Hơn nữa, biểu đồ ngày cho thấy Tor đã hình thành mô hình đỉnh tròn từ ngày 2 đến ngày 26 tháng 8. Mô hình này thường được coi là xuống giảm và báo hiệu khả năng đảo ngược xuống tăng trước đó. Sau khi mô hình xuất hiện, Tongcoin có đường viền cổ ở mức 5,99 đô la, có thể ngăn chặn sự sụt giảm hoặc đẩy nhanh quá trình này. Tuy nhiên, phe mua không thể giữ giá trên đường viền cổ, dẫn đến sự trượt giá xuống dưới 5 đô la. Hiện tại, phe mua không có vị thế hỗ trợ Tongcoin phục hồi, do đó giá có thể giảm xuống dưới 4,6 đô la. Tuy nhiên, nếu áp lực mua tăng lên, xu hướng giảm này có thể đảo ngược, cho phép giá của Tongcoin tăng lên 5,4 đô la. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.